Thưa quý vị, cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 đã và đang được tỉnh Long An quan tâm triển khai thực hiện. Là đơn vị tuyến đầu của tỉnh tiếp nhận điều trị các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa Long An còn có vai trò thu gom, xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 tại các khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Quy trình thu gom, vận chuyển tuân thủ nghiêm ngặt những quy định mà Bộ Y tế đề ra. Tất cả chất thải từ các khu cách ly và bệnh viện dã chiến thì chúng ta coi là chất thải lây nhiễm hết và phải được thu gom theo quy trình chất thải lây nhiễm và của Bộ Y tế hướng dẫn. Thì chất thải các khu cách ly ngay các tại đó thì các bộ phận chức năng bên trong là chất thải sẽ được là thu gom và bỏ trong hai lớp bọc và được khử khuẩn ngay tại chỗ. Sau đó mới thu gom tập trung ra cái khu vực để bệnh viện đa khoa tới lấy. Thì tại khu vực lấy thì bệnh viện đa khoa sẽ xịt khử trùng một lần kế tiếp, rồi sau đó mới lấy tất cả chất thải đó đưa lên xe chuyên dụng để đưa về khu tập kết xử lý chất thải của bệnh viện, chất thải rắn của bệnh viện. Chất thải khi được tập kết tại bệnh viện sẽ được xử lý ngay trong ngày và hiện tại bệnh viện có hai hệ thống xử lý chất thải lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng với công suất là 300 kg một ngày và lò đốt 1,5 tấn một ngày. Hiện Bệnh viện Đa khoa Long An thu gom xử lý chất thải phát sinh do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Tân An và huyện Châu Thành. Hiện tại mình chỉ có hai nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn thôi, vừa phải đi lấy chất thải y tế từ các cụm cách ly tập trung về rồi xử lý trong ngày. Máy thì khoảng công suất xử lý tối đa lắm là 10 mẻ một ngày. Như vậy cái lượng rác hiện tại lấy của bệnh viện, rồi của các cụm trong khu vực tỉnh Long An, rồi thêm khu cách ly nữa thì hiện tại là hai máy đang bị quá tải. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, số ca mắc sẽ còn gia tăng, đồng nghĩa với chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 sẽ vượt qua khả năng xử lý của bệnh viện. Trong khi đó, bệnh viện chỉ có hai nhân viên vận hành xử lý. Lượng chất thải về khu cách ly cũng là nhiều, mà hiện giờ thì khu xử lý đang chỉ có hai nhân viên, vừa chạy vừa đi thu gom thì nói chung là cũng rất là gánh nặng cho anh em. Anh em làm là thứ bảy chủ nhật làm 7/7 luôn, không được nghỉ. Có thời gian ra bù là mà cũng không ra được, tại nếu ra ứ động một ngày là lượng rác rất lớn, chỉ chừng ngưng hai ngày thôi là một tuần, trong một tuần sau mình sẽ lý không hết cái lượng rác thải phát sinh. Thì bệnh viện cũng có phương hướng là sẽ kiếp đồng với một cái công ty có chức năng về xử lý chất thải lây nhiễm này và sẽ chia sẻ với công ty đó để giảm bớt phần gánh nặng cho bệnh viện. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị phối hợp thực hiện. Các chất thải dạng này sẽ được xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại, tránh lây nhiễm và phát tán. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 địa điểm xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch bệnh.